Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin kinh tế nổi bật hàng ngày của truyền hình Doanh Nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh Nhân Việt Nam. Trong chương trình hôm nay thứ hai ngày 15 tháng 3 sẽ có các nội dung chính rất đáng chú ý sau. Giới địa ốc kỳ vọng công nghệ mang đến nhiều cơ hội bán hàng. Ngân hàng vào mùa thay ghế lãnh đạo. Nhiều tour du lịch lấp đầy khách đặt trước. Giá vàng bốc đầu tăng trở lại. Mở đầu chương trình là thông tin. Đại dịch Covid-19 tạo ra rất nhiều thách thức cho thị trường bất động sản nói chung và mảng căn hộ cho thuê nói riêng. Tuy nhiên, khi tình hình dịch bệnh đang kiểm soát tốt ở Việt Nam, cũng như việc tiêm vaccine Covid toàn dân được triển khai, thì hình thức đầu tư vào mảng căn hộ cho thuê có tiềm năng rất lớn. Đầu tư vào mảng căn hộ cho thuê ở Việt Nam hiện nay có thể chia làm hai loại hình, đầu tư dài hạn và đầu tư ngắn hạn. Theo các chuyên gia, Việt Nam vẫn là một thị trường rất hấp dẫn để đầu tư vào mảng căn hộ cho thuê dài hạn. Bởi lẽ, Việt Nam có rất nhiều lợi thế cạnh tranh so với các nước khác trong khu vực như vị trí địa lý, thời tiết, con người, đặc biệt là về chính sách. Điều đó sẽ thu hút một lượng lớn doanh nghiệp nước ngoài sang Việt Nam, thành lập công ty và triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư có ý định cho thuê căn hộ ngắn hạn thì triển vọng không được khả quan như vậy. Cái sự mất cân bằng giữa cung và cầu hiện nay đang rất là lớn. Bởi lẽ rằng là ngoài cái việc là số lượng người nước ngoài sang đã bị hạn chế thì số lượng căn hộ ở thị trường đang tăng lên một cách đột biến. Vì vậy cho nên là những nhà đầu tư mà muốn đầu tư vào mảng căn hộ cho thuê tại thời điểm này thì cũng nên cân nhắc. Một trong những cách thức để giải quyết bài toán cung vượt quá cầu trên thị trường cho thuê căn hộ như hiện nay là làm thế nào để đưa người nước ngoài sớm quay trở lại Việt Nam. Để làm được việc đó, đầu tiên, Việt Nam cần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trong nước và tiến tới tiêm vaccine Covid cho toàn dân. Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản cũng đề xuất, chính phủ cũng nên chấp nhận việc những người nước ngoài đã tiêm vaccine và có hộ chiếu vaccine có thể sang Việt Nam làm việc hoặc du lịch. Đây sẽ là cánh cửa mở ra triển vọng phát triển của mảng căn hộ cho thuê trong thời buổi dịch bệnh hiện nay. Với các kho dữ liệu minh bạch trên thị trường nhờ công nghệ bất động sản PropTech, doanh nghiệp địa ốc đang cho rằng trong nhiều lợi ích có việc rút ngắn thời gian chốt đơn của khách hàng. Tại Việt Nam, công nghệ bất động sản đang là xu hướng. Đây là câu chuyện tất yếu trên thị trường thế giới và chắc chắn ngành địa ốc trong nước sẽ bắt kịp. Dự báo công nghệ bất động sản trong năm 2021 sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, dữ liệu là một trong những hướng phát triển mang tính định hình. Các doanh nghiệp, người dùng và nhà đầu tư càng hiểu biết nhiều thông tin, quyết định đưa ra càng sáng suốt và hợp lý. Khi dữ liệu bất động sản phát triển và có kiểm chứng, việc mua, bán sẽ diễn ra minh bạch hơn. Người mua nhận thức rõ đặc tính, pháp lý và tình trạng sản phẩm trước khi quyết định. Người bán cũng có cơ hội nêu rõ đặc điểm sản phẩm, không bị nhiễu thông tin. Với giao dịch trở nên hiệu quả hơn, các chi phí trong giao dịch sẽ giảm xuống. Các chủ đầu tư, đại lý môi giới và khách hàng đều có thể hưởng lợi. Chuyển sang thông tin, Việt Nam vào cuối năm 2020 có khoảng 15.000 kênh YouTube bật nút kiếm tiền. Tuy nhiên, chỉ 30% trong tổng số kênh, tương đương khoảng 5.000 kênh chịu sự quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam, có kê khai và nộp thuế đầy đủ. Số tài khoản trên mạng xã hội YouTube lên đến con số hơn 2 tỷ người. Tại Việt Nam, các cá nhân đang sở hữu những kênh YouTube hàng đầu có thể thu về hàng trăm triệu, thậm chí hàng chục tỷ đồng mỗi năm từ YouTube. Luật quản lý thuế đã quy định rõ, các cá nhân có thu nhập từ hoạt động kinh doanh với doanh thu trên 100 triệu đồng một năm sẽ nộp 2% thuế thu nhập cá nhân và 5% thuế giá trị gia tăng, tổng cộng sẽ nộp 7% tính trên doanh thu. Hàng loạt quy định mới về quản lý thuế được thực thi từ năm 2021 sẽ có phần quan trọng chống thất thu, gian lận thuế, trốn thuế, đặc biệt với hoạt động thương mại điện tử, nền tảng số. Tổng cục thuế đã phối hợp với cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để tiến hành thu thập thông tin liên quan đến số tiền của các cá nhân, tổ chức tại Việt Nam chuyển trả cho các nhà cung cấp nước ngoài thông qua các ngân hàng thương mại. Nối tiếp với thông tin quốc tế, Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC Mỹ vừa liệt 5 công ty Trung Quốc và nhóm đe dọa an ninh quốc gia, trong đó có Huawei, ZTE. 5 công ty Trung Quốc vào nhóm đe dọa an ninh quốc gia Mỹ gồm Huawei Technology Co., ZTE Corp., Hytera Communication Corp., Hazel Hifison Digital Technology Co. và Dahua Technology Co. Danh sách này sẽ cung cấp các hướng dẫn để các mạng lưới viễn thông thế hệ tiếp theo không sử dụng những thiết bị hay dịch vụ gây nguy cơ với an ninh quốc gia Mỹ. Trước đó, tháng 8 năm 2020, chính phủ Mỹ ban hành quy định cấm các cơ quan chính phủ mua hàng hóa hay dịch vụ từ bất cứ công ty nào trong số 5 công ty đã nêu trên của Trung Quốc. Năm 2019, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đưa các công ty Huawei, Hikvision và một số công ty khác của Trung Quốc vào danh sách đen. Mở đầu chuyên mục tài chính ngân hàng là thông tin.
Bước vào mùa đại hội cổ đông năm nay, làn sóng thay ghế lãnh đạo ngân hàng liên tục diễn ra trên diện rộng với hàng loạt thông tin bổ nhiệm nhân sự mới được công bố. Tại PG Bank, ông Lê Minh Quốc, thành viên hội đồng quản trị, vừa có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân sau 10 năm gắn bó. Làn sóng thay máu nhân sự cũng diễn ra tại Kiên Long Bank. Ông Lê Khắc Gia Bảo, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Kiên Long Bank, đề nghị xin được thôi nhiệm, đề cử ông Lê Hồng Phương giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Kiên Long Bank cũng bổ nhiệm thêm 3 phó tổng giám đốc, trong đó có ông Võ Quốc Lợi, con trai ông Võ Quốc Thắng, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Kiên Long Bank, hiện là chủ tịch hội đồng quản trị Đồng Tâm Group, cố vấn Kiên Long Bank. BIDV vừa quyết định bổ nhiệm chức vụ tổng giám đốc BIDV đối với ông Lê Ngọc Lâm, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, phó tổng giám đốc phụ trách ban điều hành BIDV. Vietbank cũng chính thức bổ nhiệm ông Lê Huy Dũng giữ chức tổng giám đốc. Các ngân hàng đang bước vào mùa đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trong đó không ít cái tên đình đám dự kiến chia cổ tức khủng. BIDV là ngân hàng mở màn mùa đại hội đồng cổ đông năm nay. Cổ đông BIDV đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ lên hơn 48.500 tỷ đồng. Trước đó, đầu năm nay, ngân hàng cũng đã dùng hơn 3.200 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ là 8%. Ngân hàng VIB dự kiến sẽ trình cổ đông phương án tăng vốn, bao gồm chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu 40% và chào bán cổ phiếu. MSB cũng cho biết dự kiến tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 trả vào năm 2022 thấp nhất là 15%. Hai ngân hàng lớn là Vietcombank và Vietinbank cũng có thể thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm nay. Trước đó, Vietcombank cũng đã chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8%, Vietinbank là 5%. Chuyển sang những thông tin nổi bật về du lịch. Như truyền hình Doanh Nhân thông tin, hộ chiếu vaccine đã được một số quốc gia trên thế giới áp dụng như một giải pháp để phá băng ngành du lịch. Còn với Việt Nam, câu hỏi được đặt ra lúc này là có nên sử dụng công cụ này để từng bước mở cửa trở lại thị trường khách du lịch quốc tế hay không? Năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam giảm gần 80%, 95% doanh nghiệp lữ hành quốc tế dừng hoạt động. Hiện nay, hộ chiếu vaccine được xem như ánh sáng cuối đường hầm cho ngành công nghiệp không khói. Nếu không nhanh chân, ngành du lịch Việt có thể bị bỏ lại phía sau bởi đường đua thu hút khách quốc tế từ hộ chiếu vaccine đã có nhiều nước nhập cuộc. Tổng cục Du lịch cho rằng, kế hoạch mở cửa lại thị trường du lịch quốc tế phải được xây dựng một cách rất thận trọng, tránh chậm chân nhưng phải đảm bảo an toàn. 1-2 địa phương có thể được chọn để triển khai thử hộ chiếu vaccine kết hợp với việc thêm vaccine cho các cá nhân, tổ chức tham gia phục vụ khách. Nếu an toàn thì có thể hoàn toàn áp dụng mở rộng. Đầu tháng 3 đến nay, khi COVID-19 được kiểm soát tốt trên cả nước, nhiều địa phương và công ty du lịch đã chạy đua các chương trình kích cầu cho kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới. Nhiều tour du lịch lập tức được lấp đầy khách đặt trước. Các hãng lữ hành cho biết chưa bao giờ giá phòng lại rẻ như hiện nay. Nhiều kỳ nghỉ 3 ngày 2 đêm trọn gói chưa tới 2 triệu đồng trên một người. Nhiều gói chưa tới 3 triệu đồng trên một người cho 3 ngày 2 đêm, 6 bữa ăn, đưa đón sân bay và vui chơi không giới hạn, được nghỉ khách sạn 5 sao. Thậm chí, nhiều đơn vị còn đưa ra combo nghỉ dưỡng bao gồm cả khách sạn và vé máy bay chỉ với 1.950.000 đồng trên một người cho 3 ngày 2 đêm. Du khách chủ yếu lựa chọn các điểm đến như Tây Nguyên, khu vực Bắc và Nam Trung Bộ hay Phú Quốc để nghỉ dưỡng. Không chỉ các công ty lữ hành kích cầu bán tour giá rẻ cho khách, nhiều địa phương cũng đưa ra các chương trình để thu hút khách vào dịp hè sắp tới. Thành phố Đà Nẵng dự kiến khai trương chương trình Đà Nẵng về đêm, Đà Nẵng by night vào ngày 30 tháng 4. Sở Du lịch Khánh Hòa triển khai chương trình kích cầu du lịch Nha Trang, Biển Gọi. Oxalis, đơn vị khai thác tour du lịch khám phá Sơn Đòn cho biết lượng khách đăng ký tour đạt gần 1.000 người. Sau tháng 8, tour này đóng cửa để tránh mùa mưa lũ và sẽ trở lại hoạt động tiếp tục cho năm 2022. Tour tâm hiểm Hang Sơn Đòn là tour mạo hiểm với mức độ mạo hiểm cấp 6 là cao nhất. Khách tham gia tour cần có thể lực tốt để hoàn thành hành trình dài hơn 30 km trong 4 ngày 3 đêm với nhiều địa hình khác nhau. Năm nay, tour Sơn Đòn áp dụng giá kích cầu là 58 triệu 200 nghìn đồng một tour. Trong gần 1.000 khách đăng ký, có 95% là du khách Việt. Hang Sơn Đòn thuộc xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nằm trong quần thể hang động Phong Nha - Kẻ Bàng. Hang là một phần của hệ thống ngầm nối với hơn 150 động khác ở Việt Nam, tọa lạc gần biên giới với Lào. Tiếp nối là thông tin, hôm qua, đồng Bitcoin tiền ảo giá trị và phổ biến nhất thế giới chạm mốc kỷ lục mới khi vượt 61.000 USD, kéo vốn hóa lên hơn 1.140 tỷ USD, đồng thời giúp loạt coin khác tăng bốc đầu.
Đầu ngày 14 tháng 3, giá Bitcoin trên CoinDesk giao dịch mức 60.957 đô la Mỹ, tăng 6,4%, tương đương mỗi coin thêm 3.680 đô la Mỹ. Sau thời gian sụt giảm từ giữa tháng 2, Bitcoin đã tìm lại được đà tăng trưởng và phi vọt lên mức cao nhất mọi thời đại mới. Động lực tăng giá của tiền số này là do sự tham gia của những nhà đầu tư lớn. Cụ thể, hãng thanh toán Square tiếp tục chi 170 triệu đô la Mỹ để mua 3.318 Bitcoin. Hay công ty xe điện Tesla mua 1,5 tỷ đô la Mỹ Bitcoin. Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính như BNI Mellon và Mastercard cũng đã nhập cuộc. Phần cuối chương trình là những thông tin thị trường nổi bật. Giá vàng hôm nay ngày 15 tháng 3 tăng mạnh ở cả thị trường trong nước và thế giới. Giá kim loại quý thế giới thấp hơn giá vàng SJC trong nước bán ra 7,56 triệu đồng một lượng ở thời điểm hiện tại. Trưa nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng mua vào ở mức 55,45 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 55,85 triệu đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên ở chiều bán ra so với chốt phiên giao dịch cuối tuần trước. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 55,3 đến 55,8 triệu đồng một lượng, tăng 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng 250.000 đồng một lượng bán ra so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá vàng thế giới đang được niêm yết ở mức 1.732,2 USD trên một ounce, tương đương 48,29 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC bán ra 7,56 triệu đồng một lượng ở thời điểm hiện tại. Theo kết quả mới nhất từ cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco News, tâm lý tiêu cực trên thị trường dường như đang dần thu hẹp. Dự báo giá vàng tuần này sẽ ra sao? Mời quý vị theo dõi! Tuần này, 6 trên 16 nhà phân tích của Phố Wall, tương đương với 38%, nhận định giá vàng sẽ tăng. Trong khi đó, có sự cân bằng giữa số phiếu tiêu cực và trung lập. 5 nhà phân tích, tương đương với 31%, bi quan về quý kim vào tuần tới, và 31% còn lại dự báo giá vàng sẽ đi ngang. Theo các nhà phân tích, nếu giá vàng tiến tới mốc 1.760 đô la Mỹ, sẽ báo hiệu một đợt phục hồi có thể xảy ra. Còn nếu giá vàng giảm xuống dưới mức 1.670 đô la Mỹ, thì có thể mở ra đợt giảm xuống mức 1.600 đô la Mỹ trên một ounce. Từ đó, giá vàng trong nước cũng tăng giảm theo. Quý vị vừa theo dõi bản tin kinh tế nổi bật ngày 15 tháng 3 của Truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí Điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào lúc 20 giờ trên các nền tảng website, Facebook, YouTube. Kính mời quý vị đón xem. Hãy ấn theo dõi kênh để nhận được những thông tin kinh tế hữu ích cũng như thiết thực nhất. Nếu quý vị có những thắc mắc hay câu hỏi cần giải đáp, hãy để lại bình luận. Chúng tôi sẽ tổng hợp và gửi lại quý vị trong thời gian sớm nhất.